Xin chào quý vị đã đến với kênh âm thanh của Xuân Đỉnh Audio. Buổi tối ngày hôm nay là ngày 1 tháng 8 thì Xuân Đỉnh lại lên cho quý vị ba cái cặp loa với mức giá khá là mềm mại. Và trong clip này thì đây là những cái cặp loa mà hàng trong kho Xuân Đỉnh còn thì mang ra bán nốt, chứ thời điểm này thì thứ nhất là về dịch giã, thứ hai là hàng thì cấm biên không về được. Cho nên đây là những cặp loa mà Xuân Đỉnh cũng muốn bán và giao lưu đến quý vị để cho quý vị mua sắm để phối ghép các thiết bị âm thanh nhà mình. Và những cặp loa này thì nó mang những cái phân khúc khá là mềm mại, chưa đến 6 triệu. Và quý vị có thể hát karaoke nghe loa gia đình trực tiếp trên những cặp loa này, rất là tuyệt vời. Cũng có một cặp vỏ thùng. Đây thì Xuân Đỉnh sẽ đi chi tiết luôn cho quý vị. Cặp vỏ thùng này là cặp vỏ thùng của hãng Victor. Nó có model là Victor SX5. Đấy. Thùng thì còn tương đối là đẹp và toàn bộ đây là gỗ thông. Đây anh em nhìn thấy cái lớp gỗ mà bên Nhật người ta đóng này, rất là dày. Đấy. Bên trong phân tần bông đầy đủ hết, chưa có động chạm gì cả. Hai tinh chỉnh của nó. Và đặc biệt là cái tinh chỉnh này nó rất là khủng nhá. Tinh chỉnh này rất là to. Tính ra nó còn to như nắm tay của trẻ con ấy. Rất là gấu. Và cái tinh chỉnh này bình thường mà những cái dòng loa mà Xuân Đỉnh hay bán về dòng Victor thì cái tinh chỉnh này nó rất có lợi, vì nó chỉnh cái hiệu ứng của nó rất là tốt, nâng bass check, nâng trung tép rất là hay luôn. Cặp Victor SX5 thì nó chỉ còn cặp vỏ thùng không, phân tần đây nhá, quý vị có thể nhìn thấy rõ này, không lại bảo Xuân Đỉnh đây còn nguyên tụ này. Đấy, các cái cuộn đồng thì những dòng này, nó cuộn đồng này nó sẽ quấn theo dòng này, chứ nó quấn như kiểu là cái biến trở đấy, biến áp đấy, nó không phải giống như cái cuộn cản như kia nữa, nó toàn tụ luôn này. Đấy, tụ Anna này. Đấy, nguyên zin toàn bộ luôn, chỉ có điều là nó không có loa thôi, chỉ có vỏ thùng. Căng cước đầy đủ, và căng cước thì anh em cũng nhìn rõ luôn, Xuân Đỉnh bán quay cho anh em rất chi tiết. Nếu như bình thường mà quý vị đóng những cặp loa bát 2 năm này mà đóng ở ngoài tại thị trường Việt Nam thì chắc chắn nó cũng phải lên đến tiền triệu chứ không phải ít. Và đây thì cái cặp này thì nó là của Nhật luôn, về các bác chỉ việc lắp loa thôi. Bát của nó là bát 20 năm. Đấy, quý vị có thể độ lên bát 30 cũng được, thì phải khoét cái vành này ra. Đấy, trung của nó là trung 14. Đấy, có thể độ lên 16 này. Còn tép đây, hai tinh chỉnh đầy đủ hết, cầu loa, cọc loa, phân tần, thùng loa, góc cạnh của tương đối là đẹp. Nói chung là những cái dòng Victor mà thùng gỗ thông này thì nói chung là nó cũng có hay bị chảy xước, để quý vị cũng có thể nhìn thấy rõ. Nhưng nói chung là nó là tương đối là đẹp. Vì quý vị muốn đẹp xuất sắc hơn nữa thì có thể về mang nhà thợ mộc họ có thể tiện, hoặc là quý vị có thể tự lấy mùn cừa quý vị đắp vào cho nó đẹp. Cặp vỏ thùng này thì Xuân Đỉnh đang bán với mức giá là 1.800.000 đồng. Nguyên zin tất cả luôn nhá, phân tần, tinh chỉnh, thùng loa, căng cước đầy đủ hết. Mức giá là 1.800.000. Kích thước của nó là chiều cao là 56, chiều ngang 33 và chiều sâu là 30. Góc cạnh của loa nó còn khá là đẹp. Và đây đều là đồ cũ. Và hàng của Nhật đóng thì quý vị cũng biết là chất lượng thì không phải bàn rồi. Đấy là cặp Victor quý vị nhá. Còn sang bên này thì hôm nay lại về được hai cặp Diatone. Thì cặp này là cặp 38B. Đấy. Hôm trước thì Xuân Đỉnh có một cặp đẹp xuất sắc, thì hôm nay còn cặp này là cặp xấu. Thì Xuân Đỉnh nói rõ là tiền nào của đấy. Và những cái cặp này thì thường thường Xuân Đỉnh chỉ bán thu hồi vốn và bán xả cho anh em. Các bác nào mà không quá quan trọng về hình thức thì đây là một trong những dòng loa rất là hay của Anico móng ngựa. Bát 32 gần đã được thay thành gần mút nên đánh tiếng bát rất là uy lực. Thì trừ những cái gần nào nó quá cứng thì Xuân Đỉnh sẽ thay sang gần mút, còn nếu như gần vải nó còn mềm thì Xuân Đỉnh sẽ để cho nó còn nguyên bản luôn. Đấy, hai tinh chỉnh, bát 32 thùng gỗ lạ. Càng cước thì còn tuyệt đẹp luôn nhé. Nói chung nó cũng có chảy xước, nhưng nếu như thế này thì được gọi là đẹp. Tại vì sao? Vì nó không chảy xước gì nhiều. Đấy. Để nhấc từng cái một cho anh em luôn. Trên này thì rốn của cái loa bát hơi móp một tí này, hơi nhăn này. Đấy. Còn hơi chung này cũng vậy, hơi nhăn tí. Nhưng nó không ảnh hưởng gì cả, tại vì là khi mà nắp e căng vào rồi
thì cũng chẳng ai để ý về cái loa của mình làm gì nữa. Cũng như có cái câu nói gọi là tắt điện thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Cho nên cái cặp loa này thì Xuân Đình chỉ bán cho anh em với mức giá là 5.800.000 đồng. Đấy. Ngon, bổ, rẻ, hát karaoke cực hay luôn. Và đặc biệt là dòng này khi đã được thay gân rồi thì nó không kén về âm ly. Bác nào muốn hỏi xem nó đánh hay hay không thì các bác có thể xem lại cái clip buổi tối ngày hôm qua, tức là ngày 31 tháng 8 Xuân Đình có test cho anh em một cái cặp loa. Và cặp loa đó đã bán về cho bác ở Hưng Yên. Đấy. Xương của nó là xương gang. Thì cái cặp này nó ố. Nếu như bình thường mà các cái thợ khác thì người ta sẽ trà nó đi, sau đó người ta sẽ sơn thêm một lớp là được, nó đẹp. Còn đây thì Xuân Đình hàng, cặp này là cặp tồn kho cuối cùng. Đây thì Xuân Đình cứ thế này mà bán cho anh em. Giá rẻ hơn hẳn 1 triệu luôn. Bình thường nó đang bán 7 triệu nhưng hôm nay chỉ bán là 5 triệu 8 đây. Đấy. Góc cạnh của thùng loa thì đẹp tuyệt vời. Thùng của nó là thùng gỗ lạng. Cái này thì nó gọi là chảy xước không đáng kể nhé. Đấy. Nó không phải bị vỡ gì đâu. Đây anh em nhìn thấy rõ này. Cặp loa này nó có kích thước là chiều cao là 66, chiều ngang 39 và chiều sâu là 30. Toàn bộ thùng gỗ lạng nặng khoảng 50kg một cặp. Không kén về âm ly. Khi đã được thay gần mút thì tiếng bát đã ra rất là tuyệt vời của Anico móng ngựa. Mức giá bán chỉ có 5 triệu 8. Đấy. Còn cuối cùng bên này thì nó là cặp 35P, đàn em của 38B. Thì cặp này về trong tình trạng là đẹp và nguyên zin tuyệt đối. Đấy. Bát của nó là bát 31 xương đúc. Gân vải này thì Xuân Đình thấy nó còn rất là mềm nên Xuân Đình để nguyên, tức là zin tuyệt đối. Gân vải, màng giấy, một chung giấy và một tép đôm cũng đều có hai tinh chỉnh chung tép. Đấy, cái tinh chỉnh này thì Xuân Đình cũng chia sẻ với anh em cũng khá là nhiều. Thứ nhất là nó có thể là tăng cường về âm sắc của loa tép, tức là tăng cường loa tép và tăng cường loa chung. Nếu như phối ghép trên cái bộ âm thanh nhà mình mà nó chưa được hợp lắm, đấy, thì cái tinh chỉnh có tác dụng như vậy. Ngoài ra nữa thì cái tinh chỉnh tép này nó có cái nhiệm vụ khi mà nắp trên các cái hệ thống để hát karaoke thì anh em nên giảm cái loa tép này đi để bảo vệ cũng như để tránh tình trạng cháy cái loa tép của mình. Đấy là cái tinh chỉnh nó có tác dụng là như vậy. Cặp này thì cái căng của nó khác hơn một chút. Căng của nó thì hai thiết kế của nó bên trên và bên dưới nó đều có hai cái miếng nhôm. Đấy. Còn rất là sáng tem đìa tùng. Còn trên này cũng vậy, nhưng nó trên này gọi là nó chỉ phai mờ đi một tí thôi chứ không, nó không phải bị hỏng hay gì cả đâu. Đây, bóc luôn xem luôn. Dòng này đánh rất là hay. Anh em đều nắp vang cơ vang số cũng như phối ghép trên những chiếc âm ly để hát karaoke trực tiếp trên những cặp loa như này. Vì những dòng loa của Diatone thì Xuân Đình tự tin và dám khẳng định luôn là hát rất tốt. Bát của nó là bát 31, gân của nó là gân vải, màng của nó là màng giấy, một chung giấy, một tép đôm. Đấy. Kích thước hai cặp loa này thì nó cao như nhau, đều cao 66. Cặp này thì nó có chiều ngang là 36 và chiều sâu là 30. Thùng cũng là thùng gỗ lạng, góc cạnh của nó thì còn rất là đẹp. Đẹp theo đúng tiêu chí mộc mạc, không có tuốt tát gì cả. Mức giá thì Xuân Đình cũng bán bằng mấy cặp Diatone 38B thôi. Đấy, tức là bán bằng mỗi cặp xả chỉ có 5 triệu 8. Cặp 35B này cũng vậy, giá cũng chỉ có 5 triệu 8. Và đây thì Xuân Đình sẽ quay chi tiết cho anh em cả đằng sau ba cái cặp loa. Tuy rằng nó đều là loa cũ nhưng độ đẹp thì vẫn tuyệt vời, sắc son. Đấy, trở kháng 6 ohm công suất 80W một loa. Đấy, 35B. Số seri của nó là 6298. Các cạnh đều rất đẹp nhé. Đây, dưới bên dưới là 6302. Đây là của cặp 35B. Đấy. Góc cạnh đẹp tuyệt vời. Những dòng loa này là dòng loa khủng của hãng Diatone. Nó khủng theo cái tiêu chí của nhà sản xuất. Người ta thiết kế những cái loa toàn bộ đều là xương đúc. Đây là cặp 38B này. Số seri của nó là 9040. Cũng có trở kháng là 6 ohm, công suất là 80W này. Quay chi tiết cho quý vị từ đằng trước đến đằng sau. Số seri còn lại của chiếc 38B thì đó là 9085. Đấy. 38B nhé. Còn dưới cùng thì đó là cái cặp vỏ thùng loa của Victor SX5. Toàn bộ gỗ nó là gỗ thông, đằng sau cũng là gỗ. Dòng này thiết kế như kiểu là dòng AR mặt cây, đít cây ấy.
cầu loa góc cạnh của thùng. Nói chung là trong những cái thời gian ở nhà chống dịch này thì những cái vỏ thùng loa để các bác về chế cháo mình nhọn cũng rất là hay. Cái này nó có trở khá là 8 ohm, công suất của nó là 60W, phiên bản limited là phiên bản sản xuất có giới hạn. Cặp vỏ thùng này có số seri là 8881 này, chứa bên dưới là 8886. Đấy là chi tiết của ba cái cặp loa mà Xuân Đỉnh đã giới thiệu cho quý vị. Đây là tổng quan của ba cái cặp loa. Đấy. Chi tiết cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 Trần Cung, Hà Nội. Số điện thoại là 0395 727 582. Và tất cả những sản phẩm này đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn và xin chào anh em.